Hello, xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay lại là em Tiến Sky in Japan, hàng nhà chính hãng đây. Thì ngày hôm nay em có về cho các bác tổng cộng là 6 con kính mới, bao gồm những con kính rất là xịn, rất là đẹp và rất là chất lượng. Đấy, các bác có thể nhìn qua này, một số con kính mà cứ ra là hết. Kính Ý có, kính Mỹ có. Đấy, và cả con kính cổ ra này rất là chất lượng. Hôm nay thì em có một con kính cổ này, phải nói là một con hàng đẹp nhất từ trước đến nay mà em từng săn được, không tính những con kính gọi là còn nguyên tem nguyên hộp các bác nhé. Con này là còn nguyên zin, chưa đeo, chưa sử dụng, chưa có một vết xước lốc mèo, vẫn đang còn zin 100%. Ngoài ra những con kính khác của em vẫn đang còn rất là đẹp, mặc dù nó là hàng đã qua sử dụng, hàng lướt. Đấy, thì mời các bác vào video ngày hôm nay chúng ta cùng khám phá 6 con kính mới của em ngày hôm nay nhá. Đầu tiên ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác con kính có mã số 26, mã số 72 với mức giá là 2.600.000 đồng. Đây là một trong những cái dạng kính mà phải nói là cứ về là hết của em. Cứ về là hết, em nói là cứ về là hết nhé, và hết rất là sớm. Vì là con kính này là con kính Italia, nhưng cái gọng cầu của nó rất là đẹp, rất là chất lượng và rất là hiếm thấy các bác ạ. Đấy, con này thì có màu trà phải nói màu trà đậm luôn ấy. Màu rất là đẹp, các bác bên ngoài mà các bác mà đeo con này thì phải nói là rực sáng một phương trời luôn. Đấy, cái màu bên ngoài bên trong nó giống nhau các bác này, nó một màu vàng trà luôn nhé. Trên gọng thì tất nhiên là nó sẽ khắc đấy những cái dòng chữ là made in Italia như các bác đã thấy đúng không? Con này thì gọng của nó đều là màu vàng hết các bác nhé, đều là màu vàng hết đấy. Con này thì cái thông số của nó ở trên cái kính thì đây em quay cho các bác xem, 3561 5717 các bác nhé, 5717. Con này thì dành cho những bác mặt vừa, mặt trung, mặt to đeo cũng rất là ok vì là nó có cái dòng kính to. Đấy. Và cái độ dài của nó cũng khá là quốc dân, Italia, made in Italia các bác nhé. Con này thì là thuộc hàng dùng lướt. Đấy. Hiện tại thì em xem trên này thì nó không có vấn đề gì hết và nó đang vẫn đang rất là đẹp các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Có thể là nó sẽ có những cái vết xước lông mèo chẳng hạn, ví dụ thế, nhưng mà hiện tại em nhìn trên này thì nó thật là em chưa thấy cái nào, chưa thấy vết xước hay gì cả. Đấy, cái khung cái gọng của nó vẫn rất là đẹp này các bác này. Đúng với cái dòng kính Italia. Con này thì là một con Ray-Ban Pi, là con Ray-Ban phân cực. Đặc biệt là phù hợp cho các bác nào hay đi ngoài đường nhé. Các bác lái xe máy hoặc lái ô tô, đeo con này thì nó sẽ phản xạ những cái ánh sáng ngoài mặt đường này, những cái vũng nước này, những cái chỗ ánh sáng không cần thiết chiếu đến mắt mình. Đấy, các bác lái xe đeo con này rất là an toàn vì nó dành riêng cho dân lái xe và phi công nữa các bác. Đấy, ngoài ra thì thời trang thời thượng cũng rất là ok. Ok, con này về tay các bác với mức giá là 2.600.000 đồng các bác nhá. Đây, các bác xem một con kính này, màu rất là đẹp luôn. Đấy, em đeo cho các bác xem nhá. Con này đeo chất lượng lắm. Con này em cứ về cái hàng mà có cái hai chồng này là về con nào là hết con đấy. Đấy, các bác xem này. Đeo mà rất là thời thượng, rất là thời trang. Con này thì trung niên đeo cũng được mà thanh niên đeo cũng rất là đẹp luôn. Ok, bác nào mà muốn lấy con này chắc chắn em nghĩ là chắc chắn là phải nhanh tay nhé. Lần đầu tiên hôm nay em lên cho các bác một con kính Ray-Ban. Đấy, 73 mức giá 2 triệu mốt. Con kính này có gì đặc biệt? Đấy, nó là một con kính cận. Nó là một con kính cận. Thực sự hiện tại nó đang có tròng mắt đấy các bác này. Nó có tròng mắt này. Nhưng mà khi mà em mua này, con này thì cần nếu mà các bác nào mà là dân văn phòng ấy, thì các bác sẽ mua con kính này. Rất là đẹp, rất là thời trang. Mặc dù nó là cái kính gọi là dân văn phòng, dân trí thức, thì cái gọng hai cái mắt này thì các bác sẽ bỏ đi. Bác nào bị cận thì sẽ bỏ hai cái gọng này, cái tròng mắt này đi, để các bác có thể là thay con kính cận vào. Đấy, nhiều bác là thích, rất thích kính Ray-Ban nhưng mà lại bị cận. Đấy, thì đây là một cái phương pháp rất là tuyệt vời. Con này thì là bộ khung của nó là bộ khung màu vàng các bác nhé. Bộ khung của nó là màu vàng này. Đấy, rất là đẹp, rất là chất lượng. Đấy, cái thông số của nó thì em sẽ cho các bác xem. Cái thông số của nó này, đây là nó là Ray-Ban chính hãng các bác nhé. Tiếp theo, thông số của nó và cái dòng của các sản phẩm này là 3610V 5815. Đấy, lại tiếp tục một con kính quốc dân, tròng kính màu vàng, cầu vàng, cái khung gọng cũng màu vàng luôn. Con này thì dành riêng cho các bác đeo kính cận, các bác đi giao lưu, các bác làm văn phòng, các bác gặp đối tác thì đeo con kính này nó vẫn rất là thời trang, rất là đẹp mà nó không hề gọi là bị diêm dúa quá mức. Đấy. Con kính này thì em về tay cho các bác với mức giá là 2.100.000 đồng các bác nha. Okay, tiếp tục là một con kính Ray-Ban nhưng mà nó theo xu hướng văn phòng các bác ạ. Em đeo cho các bác xem này. Con này thì nó là thuộc vào dòng các bác lấy về các bác làm kính cận ấy. Kính cận, kính cho dân văn phòng. Đấy, các bác nhìn này. Em đeo nó rất là kiểu như là trí thức ấy. Các bác làm văn phòng đeo con này rất là đẹp, đeo con này rất là chất lượng.
Khi mà các bác đeo con này đi, thực chất là nó vừa là mang tính thời trang, nó vừa là mang tính văn phòng để mình có thể là làm việc. Ok các bác. Tiếp tục một con kính Ray-Ban chính hãng, hàng Italia. Con này vỏ hộp vẫn đang còn mới nguyên 100% các bác nhé, vẫn đang còn rất là đẹp. Đấy, trong đây đang còn sổ sách này, sổ sách và giấy tờ này. Đấy, con này thì chủ họ dùng khá là nhiều lần rồi chứ không phải là cái hàng lướt gọi là mới 99% đâu. Nhưng mà em xem thì cái chất lượng nó vẫn đang còn rất là đẹp, rất là ưng ý. Con này thì có gọi là có màu hồng tôm nữa các bác. Đấy, cái mắt kính này. Mắt kính được tráng gương, gọi là tráng gương nhẹ tầm 10 15 20%. Nhưng mà ngoài ra thì cái bộ khung của nó đang còn rất là đẹp. Tráng gương rất là đẹp. Đấy, khung đẹp, gọng đẹp. Mắt kính cũng đang còn rất là ok. Đấy, đây là cái màu của nó các bác nhé. Các bác đeo nó rất sẽ rất là sáng. Nó là kính kính Ray-Ban nhưng mà các bác đeo vào nó rất là sáng này. Đấy, cái màu thực tế của nó này. Các bác nhìn nhiều nhiều cái ví dụ như cái hộp trước mắt của em này, các bác nhìn qua cái chồng kính nó còn đôi khi nó còn rõ hơn đúng không? Nó còn rõ hơn là cả cái mắt thông thường của chúng ta cơ. Con hàng này thì là nó được. Đây, em cho các bác xem. Nó tiếp là 3025 dòng Aviator các bác nhé. Đấy, 5814 lại tiếp tục một con kính quốc dân. Và tất nhiên hàng nhà em thì sẽ là hàng chính hãng rồi. Con này thì made in Italia. Con này thì để em cho các bác xem. Đấy là các cái gọng của nó này. Đang còn rất là ok. Gọng của nó vẫn đang rất là đẹp. Đấy. Con này thì để em đo cho các bác xem. Em đo cho các bác xem là cái chiều dài của nó là bao nhiêu. Con này thì cái độ dài của nó rơi vào 14 cm các bác nhé. 14 cm. Đấy, 14 cm. Đấy, con này các bác nào mặt nhỏ, mặt vừa, mặt trung là đeo rất là đẹp này. Con 74 màu hồng tôm các bác nhá. Đấy, em đeo cho các bác xem này. Mắt kính rất là đẹp luôn, rất là thời thượng. Con này thì em nói thật là nam nữ đeo đều ok hết vì nó là dòng unisex mà. Nó là dòng unisex. Khi em quay cho các bác xem này. Đấy. Khi em đeo thế này thì em nhìn nó rất là rõ. Nhìn nó rất là sáng các bác nhé. Cái này thì nam nữ đeo ok và đeo nó rất là thời thượng. Đeo lái xe, đeo đi chơi, đi du lịch, đi tham quan các thứ, đeo rất là chất lượng. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay phải nói là một siêu phẩm. Mã số 75 giá 4.200.000 đồng. Các bác nhìn cái hộp này. Các bác nhìn cái hộp thôi nhé. Trước tiên là cái hộp con kính Mỹ này. Cái hộp vẫn đang còn nguyên vẹn luôn. Đẹp, không tì vết. Bên trong cái đựng kính đang còn sáng, đang còn trắng sáng luôn. Chưa có một cái vết sử dụng nào luôn trên này nhé. Con kính này thì là em thuyết phục một cái bác chủ người Nhật. Bác ấy nhượng lại. Bác ấy mua ở bên Mỹ, đi sang tận Mỹ xách tay về. Ở thập niên 80. Nhưng mà người ta về người ta sẽ không dùng. Người ta về người ta không dùng. Mà người ta trưng bày trong nhà. Nên là các bác nhìn này, nó đang còn mới nguyên. Chưa một vết xước, nói không với một vết xước lông mèo nào luôn các bác nhé. Nó là một con kính Mỹ thập niên 80. Nó có một cái gọng cầu tròn bên trên này. Đấy, bên này nó có một cái gọng cầu ngang bé và một cái gọng cầu bên trên là cầu to. Nó là cái dòng ba cầu đấy các bác. Mắt kính rất là đẹp. Đấy. Con này thì thuộc dòng G15 Gold. Đấy, gọng là gọng chun các bác nhá, gọng chun này. Gọng chun. Gọng chun. Đấy. Gọng chun nhưng mà cái gọng bình cái gọng này của nó là gọng màu vàng này. Chưa một vết gì xét, chưa một vết gì xét luôn. Các bác có thể xem, em quay cho các bác xem qua cái khung của nó nhé. Chưa một vết gì xét. Ốc yếc đang còn nguyên, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, không có một vết gì khác. Đấy, ốc còn nguyên này. Cầu nguyên này, chưa một vết gì này. Con này là thập niên 80 các bác nhé. Đấy, các bác xem này. Đang còn nguyên vẹn luôn. Chưa có một cái vết nào gọi là cái vết sử dụng cả. Con này thì nó phù hợp cho các bác tầm trung niên. Nó phù hợp cho các bác tầm trung niên. Các bác nhìn cái màu của nó, đấy là màu xanh đen. Đấy, cái màu thì cái màu này là màu huyền thoại rồi, không phải nói rồi. Các bác đeo con này nó sẽ rất là đẹp. Các bác nào tầm trung tuổi đeo tầm 30 đổ lên thì đeo nó rất là ngầu. Bác nào mà cưỡi vài con xe Jeep nữa thì phải nói là hết nước chấm. Con này thì cái độ dài của nó sẽ rơi vào tầm là 13.8, 13.7. Gần 14 các bác nhé, gần 14 này. Gần 14. Đấy. Con này thì em về tay cho các bác với cái mức giá là 4.200.000 đồng. Một con kính thập niên 80 của Mỹ. Đang còn mới nguyên zin. Đấy. Cái này gọi là hàng trưng bày trong nhà thôi. Hàng trưng bày trong nhà người ta thôi. Chứ không phải là hàng hàng dùng rồi hay là hàng lướt nhé. Mà người ta mua về người ta trưng bày. Đấy. Ok. Các bác em sẽ đeo thử cho các bác xem ngay nhá. Đây. Siêu phẩm của ngày hôm nay. Chưa một vết xước sát đây các bác nhá.
Đấy, em phải cầm rất là nhẹ nhàng. Ok, em thử đeo cho các bác xem nhé. Đây là lần đầu tiên em đeo con kính mà nó còn nguyên thế này luôn đấy. Vì là cái khuôn mặt của em nó hơi bé, nhưng mà bác nào mà khuôn mặt tầm trung trung như em này, tầm trung trung hoặc là tầm mặt hơi to một xíu đeo cũng đẹp. Vì là em có khuôn mặt nó khá là trung bình, nó là dạng trung bình nhưng dễ đeo, nên là các bác mà mặt hơi to hơi bé bé hơn em một tí đeo nó vẫn ok. Đấy, nó rất là ôm tai luôn này. Con kính này thì chưa một vết xước sắc bác nhé, chưa một vết xước sắc, đeo thực chất là nó rất là ôm ôm tai ôm mặt. Ok, Tiếp theo hôm nay em lại về một con hàng mã số 76, 2 triệu 600 nghìn đồng. Con này thì dành riêng cho các bác đạp xe, câu cá, chạy xe ngoài đường các bác nhé. Con này thì các bác đi bộ cũng rất là ok, chạy bộ rất là ok này. Vì nó là có cái tròng ôm mắt. Mà cái tròng ôm mắt này thì là nó sẽ cản được hết tất cả những cái gió nó thổi vào cái mắt các bác ấy, thì các bác lái xe ngoài đường nó rất là an toàn. Đấy, ngoài ra thì cái màu của nó thì là màu 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 dâm nhạt đấy. Cái gọng cầu của nó thiết kế cũng rất là nhẹ nhàng, em thấy nó rất là nhẹ nhàng nhá. Mà cái đuôi gọng này thì tiếp tục, vì em thấy các bác rất là thích cái gọng đồi mồi nên là em sẽ tiếp tục lấy các bác cái gọng đồi mồi về để các bác có thể là đeo. Đấy, cái đường nối giữa tròng kính và cái chuôi nó cũng rất là đẹp, có khắc chữ Ray-Ban. Đấy, Ray-Ban ở bên này là màu vàng này, các bác thấy nó rất là đẹp đúng không, khắc rất là đẹp. Gọng thì là gọng đồi mồi rồi. Con này thì chắc chắn là hàng made in Italy rồi, vì những cái dòng này thì các nước khác nó không có sản xuất được. Con này là 3386 6713. Độ dài của con kính này nó rơi vào tầm 14 các bác nhé. 14 14.5. Đây. Con này dành riêng cho các bác vào mặt tầm trung. Mặt bé đeo con này thì hơi khó nhưng mà tầm trung. Nó là 14.5 các bác nhé. 14.5. Đấy, con này 14.5 các bác nha. 2 triệu 600 nghìn đồng, em sẽ đeo thử cho các bác xem ngay. Tiếp tục dọc ôm mặt đang còn đủ giấy tờ bác nhé. Đủ giấy tờ đấy. Đấy. Mặt em bé này em đeo những con này thì em nghĩ chắc là nó không hợp bằng các bác mà tay to mặt lớn đâu. Nhưng mà nó thực sự nó vẫn rất là đẹp. Con hàng này rất là chất lượng. Đeo con này mà các bác đi chơi với bạn bè, đi đi lái xe này. Đấy, nó ôm mắt, nó không bị gió vào mắt. Đấy, lái xe ôm gió, ôm mặt. Đấy, các bác đi xe đạp cũng thế, đi xe đạp thì đạp xe đạp thì nó không bị gió vào mắt. Rất là ôm, rất là ok luôn. Câu cá. Tiếp tục là một con hàng Mỹ trị giá 2 triệu 900 nghìn đồng, mã số 77. Rất là mã số rất là đẹp đúng không các bác? Con này thì hôm trước em có về 3 con nhưng mà hết rồi. Thì hiện tiếp tục em về một con nữa. Đấy, và em nhập được cái mức giá khá là mềm nên em để lại cho các bác mức giá là 2 triệu 900 nghìn đồng. Con này thì có cái độ dài để em đo cho các bác xem nào. 13.5 các bác nhé, 13.5. Này, 13.5. Gần 14, 13.7. Em đo lại xem nào. Nó rất là khó nhìn, rất là khó đo. Em đo lại cho các bác xem nhé. À không, con này nếu mà tính cả cái ốc nhô ra nó là 14 các bác ạ. Nó là 14 nhé. Con này thì các bác đeo vào nó rất là gọi là ngầu. Bác nào mà theo đuổi phong cách ngầu lòi một chút, đeo nó rất là ngầu. Tiếp tục nó là theo cái dòng kính giọt nước của Mỹ đấy. Đấy, bên trên hai bên thì nó sẽ khắc chữ BL này. Đấy, bên này thì cũng khắc chữ BL ở góc 9 giờ này. Đấy, còn bên trên là được viết chữ Ray-Ban chắc chắn rồi, đúng không? Ok, thì con kính này thì em giới thiệu sơ qua cho các bác. Con này hay còn gọi là con thiên nga đen ấy, thì là nó là cái dòng mà nó na ná con 3025 của Ý. Đấy, trong kính màu đen, bên ngoài thì các bác nhìn màu đen này. Nhưng mà các bác đeo vào thì cái màu nó cũng khá là sáng, nó không bị tối. Đấy. Nó rất là ok đúng không các bác? Nhìn rõ luôn các cái bên ngoài luôn chứ không bị mờ. Con này các bác đeo lái xe cũng rất là được. Cái cầu trên của nó này nó cũng rất là đẹp này. Còn cái cầu này là cầu vòm, cầu vòm một cầu. Con kính này thì ở bên hai cái bên này thì nó không có khắc, vì nó là dòng kính Mỹ mà, nó chỉ khắc ở trên cái dòng cái cầu trên của nó thôi, thì nó sẽ có khắc. Đấy, em quay gần cho các bác xem này, nó sẽ khắc ở bên trên này là BL. Đấy, BLUSA. Ray-Ban BLUSA này. Đấy, nó hơi khó nhìn một tí, các bác chịu khó thông cảm giúp em nhé. Em sẽ đeo thử cho các bác xem con này nhá. 2 triệu 900 nghìn đồng về tay cho các bác, 2 triệu 900 nghìn đồng về tay cho các bác nhá. Con cuối cùng của ngày hôm nay, 77, 2 triệu 900 nghìn đồng. Wow, con kính này thì đen, màu
bên ngoài nhìn vào màu đen xanh này, các bác nhìn bên trong nhìn ra thì nó là cái màu màu xanh xanh pha đen một chút đấy. Đấy, các bác nhìn em đeo cái con này có giống kiểu mấy ông tài tử không? Rất là vừa mắt, rất là ôm. Đấy. Ok, kết thúc ngày hôm nay tại đây. Bác nào ưng ý con kính này thì nhắn tin cho em sớm nha. Ok, chào các bác.